Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì bọn mình đã bắt đầu một ngày mới bằng việc ra khỏi nhà vào lúc 1:30 chiều. Ngày hôm qua thì anh em định đi ra chợ Super Kíp nhưng mà mệt quá, thế là lúc sau anh em ăn uống xong ngủ hết. Hôm nay quyết định sẽ đi ra chỗ Đồng Hồ, ra lại đấy để chụp ảnh nhá, vào buổi sáng sẽ đẹp hơn. Thế bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau đi ra ga và ra chỗ Đồng Hồ đếm ngược đến ngày diễn ra World Cup nhá. Ok, và bây giờ thì bọn mình đã có mặt ở Super Kíp. Thì theo mình thì đây là cái đường ngắn nhất để ra chỗ Konich, chỗ mà có cái đồng hồ đếm ngược ở Doha, Qatar. Tại vì hôm trước bọn mình đi là ra hẳn chỗ Konich, Doha ấy, thì lại phải đi ngược lại rất là dài đấy. Và đi qua Super Kíp thì nó gần như là đối diện luôn với cái chỗ đấy. Tại vì đấy là một cái chỗ vịnh này, và nó kéo dài quanh cả cái chỗ Doha, Qatar này. Đi từ Super Kíp mình thấy là gần nhất, nên hôm nay bọn mình đã ra đi từ chợ Super Kíp sang đấy. Và sẽ chỉ đi thẳng thôi, là sẽ đến chỗ đồng hồ đếm ngược. Ok, đi thôi. Và như các bạn cũng có thể thấy thì ở đây đã được làm an ninh chặt chẽ rất là nhiều. Đấy, rào chắn ở xung quanh khu vực này. Now I'm going to Konich. Konich this week. And straight. Thank you. Đây rồi, đó đi ra đây Konich này. Đấy, ở đây thì sẽ có những nhân viên của FIFA, họ sẽ hỗ trợ cho mình đi đến các điểm một cách dễ dàng nhất và không phải dùng map để search đường. Và trên đường bọn mình ra Konich thì mình đã thấy ở đây thì họ đã làm khu fan zone đã khá là hoàn thiện rồi. Đây các bạn nhìn này. Ở đây thì bên này cái khu vực fan zone thì được hoàn thiện rất là nhiều rồi, gần như là xong rồi. Đây này có cổng vào này, cổng vào hai bên này. Đấy. Để những cổ động viên mà chúng ta không mua được vé thì chúng ta vẫn có thể đây thưởng thức và có một cái không khí xem bóng đá tuyệt vời nhất. Và có lẽ mình mà những trận mà mình không có vé thì mình sẽ ra đây xem, hoặc là ra những chỗ fan zone khác nhau để xem, tại vì không khí ở đấy rất là tuyệt vời, cổ động viên họ đến cũng rất là đông. Ok, tiếp tục hành trình ra chỗ đồng hồ đếm ngược các bạn nhá. Và các bạn thấy là cái chỗ đồng hồ nó ngay kia rồi kìa. Đấy, ngay kia rồi. Đi chắc khoảng 500-600 mét thôi là đến đây. Nhưng trên con đường này thì rất là đẹp này. Bên kia nhá thì các bạn thấy đâu tàu thuyền đậu dài ở bên vịnh này luôn. Bên kia là City Center. Đấy, rất là đẹp, toàn những nhà cao tầng này. Ở đây này, thì trang trí này, các banner được treo là liên quan đến những cái thiết kế liên quan đến World Cup năm nay, màu sắc rất là đẹp. Còn ở trên đường này cũng vậy. Đấy các bạn thấy không? Trên đường này thì họ cũng trang trí bằng việc thay hết giải phân cách bình thường bằng những cái giải phân cách rất là đặc biệt. Đó là những logo của World Cup 2022. Đấy các bạn nhìn đây không? Đấy, đây là giải phân cách này. Dài tít cả một đoạn đường dài này luôn. Đấy, nói chung là rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sang Konich. Ở đây thì được trang trí bằng cái viên ngọc trai rất là to đấy các bạn nhìn này. Đấy, một viên ngọc trai rất to ngay chỗ Donich này. Còn ở đây một khu vực cũng là check in cho anh em. Mấy cái chỗ này sẽ là một chỗ rất là đẹp này. Mai cũng nên có một chỗ ảnh ở đây. Yeah, I love Doha. Đây này không? Yeah. Chắc mình sẽ làm một kiểu ảnh đây nữa. I love Doha. Đấy, rất là đẹp. Các bạn nhìn đây. Ôi. Wow. Các bạn nhìn đây. Ôi. Nhìn đây khá là ghê các bạn ạ. Cảm giác sợ quá. Đấy, chắc đây là hệ thống lọc nước. Đấy. Nước đây sẽ mình không biết nước ở đâu, nhưng mà sẽ qua một hệ thống lọc ở đây và trở ra vịnh. Đấy, ở vịnh này các bạn nhìn thấy không, thuyền đậu ở dọc ở bên vịnh này luôn. Đấy, rất là đẹp. Bên kia thì là City Center. Nói chung mình thấy ở đây thì ban ngày nhìn đẹp hơn, tại vì mình nhìn được rõ được mọi thứ.
Còn buổi tối thì nó sẽ lung linh theo một kiểu khác, nhưng mà mình vẫn thích ban ngày ở đây, ngắm cảnh đấy sẽ đẹp hơn. Mỗi tội hơi nóng một chút thôi. Đấy, bạn nhìn này. Woo. Yeah, rất là đẹp. Và tại thì bọn mình đã đến chỗ đồng hồ đếm ngược rồi. Yeah. Đây, ở ngay trước mặt đây rồi các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không, lá cờ này. Woosh. Và cái đồng hồ kia. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ bọn mình sẽ ra đấy làm vài kiểu check in đấy nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cờ của 32 nước tham dự World Cup lần này sẽ được treo đây. Ok, mình sẽ chỉ các bạn này. Đức này, Brazil, Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan, Iran, Nhật, đấy, Uruguay, Canada, kia là Cameroon, Senegal, Ba Lan, Maroc, Mỹ, Wales, Costa Rica, Úc, Mexico, Ghana, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, đây Ghana đây. Kia có thể là Senegal hoặc gì đấy. À, kia là Ghana này, đấy, Colombia, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Argentina, Thụy Sĩ, Serbia, Croatia, Pháp, Đan Mạch và Qatar. Ok. Trong đây là một địa điểm rất là đẹp. Đấy. Và bên này thì mình thấy là có rất 3 điểm để check in này. À 4 điểm. Một là chụp với 32 lá cờ này ở dọc đường đi này, rất là đẹp. Cái thứ hai đấy là cái đồng hồ này chắc chắn rồi. Đây, đồ đếm ngược này. Cái này do Hublot tài trợ này. Bên kia có một cái dòng chữ Qatar 2022 đẹp này. FIFA World Cup 2022 này và một cái khung kia của FIFA World Cup rất là đẹp. Tại vì background sao các bạn nhìn đấy là City Center đằng sau. Wow. Ok. Vậy thì bây giờ thì bọn mình sẽ quay phim cho mình đây một chút nhá. Sau khi chụp ảnh và quay clip xong ở chỗ Corniche này thì bọn mình sẽ di chuyển ra sân Ansat, sân mà đội tuyển Pháp hôm nay sẽ có một buổi tập mở cho tất cả phóng viên vào xem. Khán giả thì mình chưa biết được, nhưng mà mình sẽ đến đấy, sẽ có cơ hội gặp được Giroud, Benzema và Mbappe. Ok, bây giờ bọn mình cùng đi đến đấy nhá. Lạc đà, mấy người, okay. Ra. Đi xem World Cup. Anh em bên này đang kiểu bên này là khu nhà chính phủ ấy, thì ở đây họ đang trình diễn lạc đà thì phải, rất là đẹp đấy, khoảng mấy trăm con lạc đà. Ok, bây giờ bọn mình cùng sang xem nhá. Đây, đây là tòa nhà của chính phủ nên là bọn mình sẽ không được đến gần, chỉ là đứng ở sau cái tấm chắn này thôi đấy. Đây nè, chút xíu. Bạn thấy không? Đẹp không? Wow. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được thấy lạc đà và lại còn được thấy nhiều như này nữa. Woo. Yeah. Wow. Thấy đẹp không? Ủa mấy con này. Ủa nhưng mà hơi hôi. Mùi của lạc đà thì mình thấy cũng giống như kiểu của ngựa ấy. Ủa thế. Nhưng mà phải nói đẹp các bạn ạ. Mấy con lạc đà rất là to. Đấy, họ diễu hành đi vòng quanh khu khu vực ở chỗ tổng thống này. Mình không biết là tổng thống này gì, nhưng mà đây là một tòa nhà của quốc gia. Đấy. Nên là không phải ai. Bạn mình có nói là
khi mà trong thời gian mà chưa diễn ra World Cup ấy thì là mọi người sẽ không được chụp ảnh quay phim ở khu vực này, và các bạn chỉ có thể quay phim chụp ảnh ở khu vực này khi mà thời gian World Cup diễn ra thôi. Nên họ rất là mở để mọi người cùng biết đến những cái văn hóa của nước họ đấy. Còn mọi khi thì sẽ không được quay chụp ảnh ở đây, không phải ai có thể quay chụp được đấy. Rất là đẹp. Ở đây mà lạc đà mà mình còn được nhìn thấy trên sa mạc nữa thì còn tuyệt vời hơn nữa. Ok, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau di chuyển đến sân tập của đội tuyển Pháp nhé, sân Ansat. Ok, sân này thì các bạn biết đấy, sân này là sân vận động của câu lạc bộ Ansat, là câu lạc bộ mà Xavi cũng đã từng thiếu cho trong thời gian cuối sự nghiệp. Ok, bây giờ thì bọn mình cùng đi nhé. Mexico. Yeah. Ok các bạn, bây giờ thì bọn mình đã ở rất gần sân Ansat rồi. Và từ chỗ ga Ansat này, khi bạn bước anh em. Ga này là ga Sudan. Khi mà các bạn bước ra ga Sudan, các bạn có nhìn thấy đây. Đấy, tháp Khalifa các bạn thấy không? Yeah. Nhìn đây rất là nhỏ nhưng mà tháp rất là to đấy. Và bây giờ buổi chiều ở Qatar cũng đang rất là đẹp. Đấy, bạn thấy tháp Khalifa không? Đấy, to như thế mà nhìn xa nó bé tí đi. Đây, chỉ cần đi vào bên trong rồi thôi, các bạn đã thấy được ngay cái sân Ansat kia rồi, ngay trước mặt. Đấy. Đấy, bạn thấy chưa? Không phải chỗ này các bạn nhá, nó ở bên trong kia. Đấy, bên trong này, cái chỗ mấy cột này. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ đi vào đấy. Ok. Đấy, các bạn thấy bầu trời này đẹp không? Nói chung ở Qatar thì nhìn vào buổi chiều rất là đẹp đấy, mình rất thích nhìn vào, ôi rất là mát mẻ. Chúc buổi chiều Qatar thời tiết buổi chiều ở đây rất là dễ chịu, không khó chịu như buổi sáng và buổi trưa. Đây rồi, gần đến sân rồi. Và các bạn biết không, ngay bên cạnh chỗ sân tập của đội tuyển Pháp là chỗ sân hay là chỗ ở ấy, mình không biết được, không rõ được, nhưng mà thấy có cờ của đội tuyển xứ Wales. Giờ mình ra xem đây địa điểm tập trung của đội đúng không nhá, để ra xem. Có lẽ bên này là sân tập của đội tuyển xứ Wales các bạn ạ. Bên trong thì có logo của đội tuyển xứ Wales và cổng vào ở đấy, team entrance ở đấy, mình nhìn rồi. Vào đây, đây chính là sân vận động Ansat. Thì đội tuyển Pháp sẽ tập ở đây. Bây giờ bọn mình sẽ tìm cổng vào đã nhá. Ok, bạn thấy đây, đấy, hoàng hôn rất đẹp chưa, rất là đẹp. Như vậy là đúng như mình dự đoán là bên này là sân tập của đội tuyển xứ Wales. Đây, ngay sau mình đây, cái sân mà mới vừa vào mà các bạn thấy cái đèn này, đấy không, đèn đang bật sáng đây, là sân của đội tuyển xứ Wales. Còn phía bên này là sân tập của đội tuyển Pháp. Rồi, hai đội tập rất là sát nhau. Và hôm nay thì đội tuyển Pháp tập là mở cửa hoàn toàn 100% để mọi người vào xem. Wow, cơ hội hiếm có đấy các bạn ạ. Bây giờ mọi người cùng mình vào nhá. Ok, và bây giờ thì mình đã tìm được cái cổng vào này của đội tuyển Pháp. Đấy, đây sẽ là cổng mà đội tuyển Pháp sẽ đi vào, tất cả cầu thủ và ban huấn luyện sẽ đi vào cổng này. Thì mình sẽ đón các cầu thủ Pháp ở đây, xong rồi sẽ đi vào trong sân xem các cầu thủ Pháp tập. Ok. Sau khi đã xem được buổi tập của đội tuyển Pháp thì bọn mình sẽ quay trở lại khách sạn và nghỉ ngơi thôi, ăn uống nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại các bạn ở các vlog lần sau nhé. Các bạn đừng quên like, share và subscribe tài khoản YouTube của mình nhé. Ok.